Thưa quý vị, nhằm nâng cao hiệu quả khai thác sử dụng tài nguyên, tăng chất lượng và giá trị sản phẩm, nâng cao hiệu quả cạnh tranh hàng hóa nông sản, giảm thiểu tác động tiêu cực của sản phẩm nông nghiệp đến môi trường, thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2014-2020. Huyện Cần Giuộc đã có nhiều giải pháp trong việc tổ chức sắp xếp chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, được các ngành từ huyện đến cơ sở và nông dân thực hiện bước đầu, mang lại nhiều kết quả khả quan. Hiện toàn huyện có hơn 12.453 hectare đất nông nghiệp, trong đó có 9.830 hectare cây trồng, hơn 2.600 hectare nuôi trồng thủy sản. Để thực hiện đề án tái cơ cấu nông nghiệp, huyện Cần Giuộc tập trung đầu tư phát triển cây trồng, vật nuôi chủ lực, có lợi thế cạnh tranh phù hợp với từng vùng, từng địa phương. Sử dụng tối ưu các nguồn vốn đầu tư, ứng dụng khoa học công nghệ, từng bước xây dựng và nhân rộng mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, thúc đẩy phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Do đặc điểm sản xuất nông nghiệp còn nhỏ lẻ, nên việc xây dựng các mô hình liên kết sản xuất, các mô hình kinh tế hợp tác đã và đang được các ngành chuyên môn huyện đẩy mạnh thực hiện. Huyện đã thành lập 10 hợp tác xã, 1 liên hiệp hợp tác xã và 65 tổ liên kết sản xuất. Với mục tiêu giảm dần diện tích lúa để chuyển sang cây trồng khác có hiệu quả kinh tế cao hơn, hiện nay nông dân đã chuyển đổi hơn 100 hectare đất lúa ở các xã vùng thượng chuyển sang trồng rau màu. Hiện có 2 đơn vị được cấp giấy chứng nhận việt gáp là hợp tác xã rau an toàn Phước Hiệp, xã Phước Hậu và tổ sản xuất lúa tài nguyên, xã Thuận Thành. Đặc biệt, doanh nghiệp Úc đang thí nghiệm sản xuất rau theo công nghệ rau an toàn tiêu chuẩn Việt Úc tại xã Phước Hậu nhằm tạo sản phẩm chất lượng, ổn định xuất khẩu trong thời gian tới. Gia nhập vào cái hợp tác xã Phước Hiệp này thì cái đầu ra của cây rau quả, cây rau của chúng tôi thì sẽ ổn định, cái giá cả nó không có bấp bênh như cái thương lái bên ngoài. Thì sau này thì tôi là cũng là sẽ về, tôi cũng mong muốn là các anh em hợp tác xã là cũng đồng tình coi như với người nông dân của xã Viên sản xuất ra cây rau và đem lại nguồn thực phẩm cho đến người tiêu dùng, là một cây rau là rất là sạch mà cái giá cả hợp lệ đến người nông dân. Đối với chăn nuôi, huyện đề ra nhiều giải pháp khuyến khích hỗ trợ người dân chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học. Nhiều mô hình chăn nuôi theo tiêu chuẩn Việt Gáp được hình thành, góp phần giảm ô nhiễm môi trường và hạn chế rủi ro. Xác định người chăn nuôi gặp rất nhiều khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm, huyện luôn đồng hành đóng vai trò cầu nối giúp người chăn nuôi trong việc tiêu thụ sản phẩm. Đến nay, có 6 trên 10 hợp tác xã ký hợp đồng với doanh nghiệp giải quyết đầu ra cho nông dân. Ký hợp đồng với công ty San Hà nhưng mà có một cái là cũng đầu ra cũng còn khiêm tốn lắm. Kiến nghị các cấp chính quyền là hỗ trợ về mọi mặt. Nếu mà được như thế đó thì nó ngay có một cái là kể như là cái chi phí đầu ra mình á thấp mà thì nông dân có lợi nhuận nhiều hơn. Đối với việc thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp thì huyện Cần Giuộc chúng tôi là có 2 cái khó khăn lớn. Cái khó khăn thứ nhất đó là cái hệ thống thủy lợi, đặc biệt nhất là cái cung cấp nước ngọt cho sản xuất. Cái khó khăn thứ hai đó là cái việc liên kết để tìm đầu ra cho nông dân. Chúng tôi sẽ tiếp tục mời gọi các cái doanh nghiệp trong và ngoài nước để đầu tư cho nông nghiệp, làm sao để có cái đầu ra ổn định cho nông dân. Tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, huyện Cần Giuộc hướng đến nâng cao mức sống cho nông hộ gắn với xây dựng nông thôn mới. Đến năm 2020, thu nhập bình quân đạt 60 triệu đồng một người một năm. Phấn đấu đến năm 2018, có 10 trên 16 xã đạt chuẩn nông thôn mới và về đích huyện nông thôn mới. Cơ cấu nông nghiệp thủy sản đến năm 2020, nông nghiệp chiếm 55% và thủy sản chiếm 45%. Ổn định sản lượng rau màu đạt 150.000 tấn mỗi năm, trong đó rau an toàn 67.500 tấn. Đồng thời tiếp tục khuyến khích các hình thức tổ chức sản xuất khép kín, liên kết giữa các khâu trong chuỗi giá trị nhằm giảm chi phí, tăng hiệu quả.